Chào các bạn. Thì hôm nay em xin nói về cái ý nghĩa của điệu trào EDX. Thứ nhất, đó chính là dáng người và thẳng, thể hiện cho sự ngay thẳng, liêm chính. Và cái thứ hai, đó chính là bước đặt tay lên trái tim. Đặt tay lên trái tim thì thể hiện cái tấm lòng nhiệt huyết, sự chân thành, yêu thương và niềm tin của mình. Và cái thứ ba, đó chính là khi chào thì chúng ta cúi mình một góc 28 độ. 28 độ đó chính là cái hướng hơi vòng, nó thể hiện sự cái khiêm cung, tinh tế. Và hãy gửi lời chào ái ngữ cho mọi người để tạo nên sự thân thiện và nở nụ cười tươi. Và khi chúng ta để chân hình chữ V thì nó thể hiện sự hiên ngang, chiến thắng và không lùi bước. Thì bây giờ em sẽ đi thực hành để chào một vài người xem người ta sẽ phản ứng như thế nào nhé. Chào cháu. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào các bạn.